Đây là chiếc bi ô quân một phút của em, cặp hộp nha mọi người, của năm 2021 nha. Có cái hả? Dạ, không biết cái dưới tuần này. Nó dày vậy đó. Dạ, nó dày. Dày hơn. Lấy cái mới là vậy đó. Thôi em cho thử coi, cho thử. Tại vì cái này thì nếu không phải nó chày mà là sợ là nó bị dính chân tay á. Mình lao mình chừa nó lại một cái. Tại vì cái này hiện tại bây giờ nếu mà muốn có là phải đặt hàng, mà đặt hàng thì lâu lắm nó mới có. Quan trọng là pha nhạc thôi. Đây. Có chữ ký ơn 1 phút nha mọi người. Đó. Đó, có chữ ký ơn 1 phút đàng hoàng nha, ơn hoàng phúc. Em làm bài đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn cái này là USB ballad hay là USB remix? Dạ ballad. USB remix hả? Tại vì hiện tại có một cái ballad thôi. Có ballad đúng không?